Trước mặt cô chú anh chị, đây chính là sơ đồ dự án tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến đường cao tốc dài nhất ở khu vực phía Nam và cũng là tuyến đường có nhiều tai tiếng nhất và thi công vất vả nhất của chú anh chị nhá. Tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đi qua địa bàn Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai với tổng vốn đầu tư là 31.300 tỷ đồng, khởi công vào năm 2014. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 5 năm nhưng sau đó đã gặp khó khăn chính sách đầu tư. Tiến độ thi công đã đạt được 80% các gói thầu nhưng sau đó thì vẫn bị đình chỉ vì do gặp khó khăn về nguồn vốn. Từ giữa năm ngoái, năm 2023, một số gói thầu của dự án được triển khai trở lại. Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật các giai đoạn sử dụng vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trước tháng 10 năm 2024. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam khi hoàn thành, tuyến đường giúp kết nối hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, VEC đưa ra thời gian hoàn thành dự án vào năm sau. Đoạn cắt qua quốc lộ 1A cơ bản đã hoàn thành xong, các nhánh kết nối ở nút giao được xây dựng. Đây chính là vị trí chúng ta đang thấy đầu tuyến của cao tốc Bến Lức Long Thành, từ vị trí ở Bến Lức này, cô chú anh chị thấy không ạ? Và cái vị trí này sẽ có nút giao cắt qua quốc lộ 1A, cô chú anh chị thấy không ạ? Đây chính là cái vị trí này. Và dự án có 11 gói thầu xây lắp chính, sử dụng 3 nguồn vốn gồm vốn vay từ Ngân hàng ADB, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Đoạn cao tốc đi qua huyện Bình Chánh thuộc gói thầu G2 sẽ là đi qua huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là đi qua đoạn này của chú anh chị nhé. Dự án đã cơ bản hoàn thành đường trải nhựa, kẻ vạch phân làn đường và đèn chiếu sáng. Giai đoạn 1 cao tốc Bến Lức Long Thành được xây dựng 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Vận tốc thiết kế đạt 100 km/h. Ở cái vị trí này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đã thi công hầu như 80% rồi của chú anh chị nhé. Riêng từ cái vị trí Long An cho tới thành phố Hồ Chí Minh, khúc này không tính dự án cầu trên các cái tuyến đường dẫn đã làm rất là lâu rồi và xe đang đi tạm tại đang thiếu điểm kết nối để lưu thông toàn tuyến. Trên này như các cái thông tin chúng ta cũng đã được biết, có nhiều đoạn do triển khai gói thầu rồi nhưng mà không có hoạt động thông xe nên có nhiều đoạn này, đoạn cao tốc đi qua huyện Bình Chánh thuộc gói thầu C2 của dự án cơ bản để hoàn thành mặt đường trải nhựa hết và kẻ vạch phân làn chiếu sáng đầy đủ hết rồi, không thể thông xe toàn tuyến và sẽ có những cái bất cập xảy ra ở vấn đề này. Và giai đoạn 1 đã làm rất là ok rồi, là những cái dãy hành lang chống chóa này trên các cái gói thầu G2 ở huyện Bình Chánh được lắp đặt nhưng mà cũng bị ăn trộm luôn, cũng bị người dân, một vài người không có ý thức, người ta đã phá và ăn trộm, khiến cho việc sau này chúng ta lại phải tu sửa lại. Rồi những cái việc xấu xảy ra về việc đi qua các vùng dân cư, rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc cũng được xây dựng và thiết kế cố định và chắc chắn kiên cố. Hiện tại trên cái công trường này chúng ta đang thấy trước mặt của chúng ta, đây chính là nút màu xanh này, là nút cầu Bình Khánh của chúng chị nhé. Cầu Bình Khánh thì cũng đã được tái khởi động lại rồi. Video ngay góc nhỏ màn hình, đây chính là cầu Bình Khánh đang thi công. Còn đây là cầu Phước Khánh. Cầu Phước Khánh cho tới tại thời điểm ngày hôm nay luôn là 17 tháng 7 năm 2024 luôn, vẫn đang loay hoay kiếm nhà thầu và cũng chưa được khởi công trở lại. Đó chính là một cái tin rất là buồn với sự kết nối của vị trí hai đầu công trường cao tốc đoạn đi qua quốc lộ 50 là ở vị trí này này cho tới cầu Bình Khánh. Ta thấy rằng là vị trí này cũng đang thi công rất là rầm rộ nhưng qua tới vị trí cầu Phước Khánh lại bắt đầu ngưng, một cái công trường rất là ảm đạm. Cầu Phước Khánh gói thầu G3 bắc qua sông Lồng Tàu kết nối huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, do không được bố trí vốn, việc thi công cầu đã dừng từ năm 2019 cho tới nay khi đạt được hơn 80% khối lượng. Công trình đã cơ bản hoàn thành phần cầu dẫn trụ tháp. Thành Len cũng đã làm một video riêng để quay cho cô chú chị nắm được cái cầu này rồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vằng cao nhất Việt Nam với chiều cao tĩnh không là 55m, dài hơn 3km, rộng 22m và có 4 làn xe cô chú chị nhá. Đây cây cầu mà Thành Len rất là chờ đợi để có được cái sự khởi công rầm rộ trở lại. Vừa rồi thì VSC cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với nhà tài trợ về phía bên Nhật Bản thiết kế kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục tái khởi động lại cây cầu này. Tuy nhiên đến nay thì chúng ta cũng chưa có những thông tin khả quan từ cây cầu này. Cái gói thầu như là gói thầu A6, gói thầu A7 ở địa bàn đi qua tỉnh Đồng Nai, ở vị trí này công trình cũng được thi công tấp nập trở lại. Gói thầu A6 đi qua huyện Nhân Trạch, công nhân thi công nút giao vào cảng Phước An. Đây là một cái nút giao rất là quan trọng này,
ở cái vị trí này là một cái nút giao mà đi vào cảng Phước An này cô chú anh chị. Đây sẽ là kết nối, sẽ có một cái vị trí kết nối với cao tốc bến lức Long Thành và tuyến đường liền cảng Phước An. Đây là nút giao quan trọng, ngoài kết nối cảng Phước An còn giúp kết nối hệ thống thông liên cảng với cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta đã thấy rằng là tuyến đường liên cảng Phước An có cầu Phước An bắc qua vị trí tuyến đường liên cảng bên Phú Mỹ Vũng Tàu, và đoạn cao tốc gần cầu Ông Kèo gói thầu A5 đi qua địa bàn xã Phước Khánh huyện Nhân Trạch cũng đã hoàn thành này. Vị trí này cũng đã hoàn thành rồi cô chú anh chị nhé. Hơn một năm nay, đây là gói thầu đầu tiên của cầu hoàn thành tại Đồng Nai và đã được trải nhựa rồi. Còn cao tốc đi qua rừng ngập mặn ở khu vực này thì thi công tốn kém từ tiền bạc này, thời gian này. Vị trí này hiện tại cũng là cái vị trí mà được thi công rất là rầm rộ nhất và đã thành hình hết rồi cô chú anh chị nhé. Với gói thầu A7 dài 3,3 km cơ bản đã hoàn thành trải nhựa trên cầu cạn rồi cô chú anh chị nhé. Vị trí này cô chú anh chị nhìn rõ chỗ Phước Thái này này, chúng ta sẽ có một cái là sông Thị Vải của chúng chị nhé. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái cầu Thị Vải ở vị trí này nữa. Cầu này hiện tại đã được hợp long rồi cô chú chị ạ. Thành Len cũng đã quay cho cô chú chị để cô chú chị thấy được cái cầu này. Bây giờ có lẽ là Thành Len sẽ vào video để quay thực tế tình hình cầu cạn vị trí này cho tới nút giao giữa quốc lộ 51. Hôm nay video này Thành Len xin cập nhật nút giao giữa cao tốc Bến Lức Long Thành và quốc lộ 51 và một đoạn của gói thầu A7 vị trí cầu Thị Vải trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Bây giờ kính mời cô chú chị chúng ta cùng vào để xem tình hình thực tế nút giao giữa cao tốc Bến Lức Long Thành và trước mặt cô chú chị đây chính là quốc lộ 51 và phía dưới chúng ta đây chính là nút giao giữa cao tốc Bến Lức Long Thành và quốc lộ 51. Hiện tại đang trong quá trình thi công, nút giao này cũng sẽ kết nối từ vị trí vòng xoay vào tới tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ta đang được thấy phía dưới tất cả các đội đang thi công rất là tấp nập. Hy vọng lần này tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ đưa vào hoạt động sớm đúng với tiến độ đã trì hoãn. Cô chú anh chị đang thấy rằng đây là một tuyến cao tốc mà có độ trễ rất là lớn, bởi vì dự tính trong vòng 5 năm đưa vào hoạt động nhưng bây giờ đã là 10 năm rồi, vẫn đang trong quá trình thi công. Hy vọng lần này sự xúc tiến đồng bộ cũng như Long Thành và Nhân Trạch đang thay đổi áo mới, sắp tới sẽ có sự thay đổi về hoạt động hàng không cũng như là các tuyến kết nối liên vùng, đặc biệt tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Các tuyến đường khác cũng đang được triển khai thi công rất là rầm rộ. Ở phía dưới chúng ta thấy rằng xung quanh khu vực này dân cư cũng rất là đông, bất động sản ở khu vực xung quanh vị trí này Thành Len đánh giá rất là cao. Ở vị trí này chúng ta sẽ có những vị trí được thiết kế ô bàn cờ, đầu tư cũng rất là đẹp của chúng chị nhé. Các khu tái định cư hiện tại thì Long Thành và Nhân Trạch là một trong hai vị trí Đồng Nai sẽ phát triển thành thành phố trong một thời gian ngắn, cũng như sự biên độ lợi nhuận của đầu tư bất động sản nơi đây chắc chắn sẽ tăng rất là mạnh do sự thay đổi về cơ chế quản lý cũng như là về di chuyển giao thông, và nền kinh tế ở đây chắc chắn sẽ được thúc đẩy rất là mạnh khi mà có sự kết nối liên vùng, cộng với đó là các cảng như là cảng Phước An cũng đang trong quá trình chuẩn bị đưa vào hoạt động, và cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Phía dưới chúng ta đây chính là hướng Thành Len bay ngược vào của tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Còn ở phía bên kia chúng ta cũng chưa thấy giải phóng mặt bằng để đấu nối vào tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Hiện tại tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu về phía Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành được hơn 60% tổng tiến độ công việc đề ra và đang vượt tiến độ thi công. Còn về phía Biên Hòa, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang chậm thi công cũng như là về việc bàn giao và thu hồi mặt bằng ở các phường như là phường Phước Tân hay là phường Tam Phước cũng đang bị chậm trễ. Phía dưới chúng ta thì đang thấy rằng đây chính là hướng mà Thành Len bay tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này, một cái tuyến đường khúc từ vị trí này vào trong tới cầu Thị Vải đã được làm xong và hợp long rồi. Ở phía dưới chúng ta có thể đi được ô tô hoặc đi xe máy vào đây rồi cô chú chị nhá. Khúc này mặc dù là trên toàn tuyến thì vẫn đang thiếu điểm kết nối, và đặc biệt với gói thầu cầu Phước Khánh, hy vọng sắp tới sẽ có những thông tin mới nhất về cầu Phước Khánh có ngày khởi công sớm. Thành Len cũng sẽ review sớm để cô chú chị có thể nắm bắt được tình hình. Sự kết nối liên vùng của tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành cực kỳ quan trọng khi mà giải thoát cho việc Nhân Trạch và Long Thành đi qua thành phố Hồ Chí Minh cũng như là qua các tỉnh miền Tây cực kỳ nhanh chóng. Ở đây chúng ta đang thấy rằng là hai bên sẽ là có rừng ngập mặn và việc thi công sẽ rất là tốn thời gian cũng như là tiền bạc và của cải. Tuy nhiên thì đến nay khu vực này đã làm hoàn thành được khoảng 80% của lượng công việc thi công của tuyến cao tốc rồi. Chúng ta đang được thấy phía dưới cũng đã được rải nhựa, cầu thì cũng đã được hợp long. Xung quanh ở vị trí này Thành Len đánh giá những bất động sản nếu đầu tư vào sẽ cực kỳ tốt, bởi vì không khí rất là trong lành, sẽ được thanh lọc từ
qua các con sông cũng như là qua rừng ngập mặn, và sau đó chúng ta sẽ có một cái lượng không khí rất là trong lành của chúng chị nha. Khi đi đầu tư bất động sản của chúng chị lưu ý cho tôi, việc đầu tiên đó chính là về pháp lý, việc thứ hai đó chính là về vị trí và tiềm năng phát triển kinh tế. Khu vực Long Thành và Nhơn Trạch là khu vực hội tụ đầy đủ tất cả các cái yếu tố này, và cô chú chị có thể đầu tư rất là an tâm. Chúng ta đang được nhìn thấy đây chính là toàn cảnh cái cung đường Thành Len đang quay ở phía dưới, đã làm xong hầu như là 80% và rải nhựa rồi. Ở phía xa xa kia đó chính là cây cầu kết nối đi qua sông Thị Vải, khá là xa, Thành Len ở phía đầu quốc lộ nên không thể bay vào được. Cô chú chị thông cảm của chú chị nhá. Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC trước đó đã có công văn gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp CMSC đề nghị cơ quan này chấp thuận chủ trương VEC đầu tư hoàn thiện dự án nút giao thông trên tuyến quốc lộ 51 kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành giai đoạn 1. Hồ sơ thiết kế cơ sở cho biết dự án nút giao quốc lộ 51 ký hiệu IC08 có lý trình km 57+6000, được thiết kế theo dạng kim cương gồm hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, giai đoạn 2 sẽ kết nối với tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, và vị trí giai đoạn 2 thì vẫn chưa được khởi công. Theo phân tích của VEC, việc đầu tư xây dựng nút giao thông quốc lộ 51 nhằm tạo dựng kết nối, nâng cao hiệu quả khai thác đồng bộ với dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Quy mô đầu tư hoàn chỉnh giao thông quốc lộ 51 theo quy mô giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt bước thiết kế cơ sở dự án. Song song, VEC đề nghị đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao cho VEC báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ban ngành liên quan để hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định đối với bổ sung hạng mục nút giao quốc lộ 51 trong giai đoạn 1 của dự án. Đối với giai đoạn 2, VEC đề xuất bổ sung cầu vượt quốc lộ 51 quy mô tương đương với quy mô giai đoạn 1 của dự án, bổ sung hai đoạn đường nhánh ra vào từ quốc lộ 51 kết nối với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi sân bay quốc tế Long Thành. Tổng chi phí dự kiến thực hiện hạng mục này ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Về việc xây dựng, VEC cho hay việc cân đối sử dụng các nguồn vốn hiện có dự án cao tốc Bến Lức Long Thành gồm vốn vay ODA với đối ứng nhằm cân đối đầu tư hoàn thiện nút giao quốc lộ 51 không khả thi, nên VEC dự kiến cân đối sử dụng nguồn vốn hợp pháp của mình để thực hiện đầu tư hạng mục này. VEC cam kết sau khi cân đối vốn để đầu tư hoàn chỉnh nút giao quốc lộ 51 cùng một số hạng mục khác trong các dự án, dòng tiền sau thuế kế lũy của VEC vẫn luôn luôn dương. Vì thế, VEC bảo đảm khả năng trả nợ các khoản lãi và gốc trái phiếu được chính phủ bảo lãnh. VEC tự tin khẳng định bảo đảm khả năng thực hiện đầu tư tốt. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, khi hoàn thành góp phần kết nối giao thông liên vùng miền Tây Nam Bộ, vùng Đông Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành thông qua tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo thiết kế, cao tốc Bến Lức Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, có điểm đầu tại vị trí nút giao giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại Bến Lức, tỉnh Long An với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, và điểm cuối điểm giao nhau với tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Hiện tại giai đoạn 1 do chưa có cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nên chưa xây dựng cầu vượt, chỉ đầu tư nút giao với quốc lộ 51, mặt bằng bố trí đảo tuyến bán kính 50m. Ở giai đoạn 2, đường cao tốc sẽ vượt trên quốc lộ 51 bằng cầu vượt, sau đó kết nối với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu.